Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết nhóm Hezbollah vừa qua phóng tên lửa Liban nhằm vào vị trí của quân đội Israel ở miền bắc nước này, song quả đạn đánh trúng nhà thờ trình thông giáo Hy Lạp Saint Mary gần đó, khiến một cụ ông 80 tuổi bị thương nhẹ khi các binh sĩ israel tới hiện trường để sơ tán người bị thương hezbollah phóng bồi một tên lửa chống tăng dẫn đường vào vị trí này chín binh sĩ israel bị thương vong trong vụ tập kích trong đó một người nguy kịch idf sau đó tấn công tòa nhà mà thành viên hezbollah ẩn náu sau khi phóng tên lửa cùng một vị trí khác của hezbollah ở liban để đáp trả vụ tập kích idf cho biết hezbollah cũng phóng một tên lửa từ gần một thánh đường hồi giáo ở miền nam liban vào miền bắc israel phát ngôn viên idf nói đây là bằng chứng nữa cho thấy Hezbollah lợi dụng thường dân và các địa điểm thờ tự cho hoạt động tấn công của họ. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng cho biết, phong trào Hồi giáo Vũ trang Hezbollah ở Liban đã bắn ít nhất 20 quả rocket và tên lửa chống tăng từ miền Nam Liban sang khu vực miền Bắc Israel. Đây được coi là một trong những đợt tập kích tên lửa có quy mô nhất từ miền Nam Liban sang lãnh thổ Israel kể từ khi giao tranh bùng phát qua biên giới giữa Hezbollah và IDF hồi đầu tháng 10. IDF đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah dọc biên giới. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại do cuộc tấn công của Hezbollah, cũng như các đòn phản kích của quân đội Israel gây ra. Giao tranh nổ ra giữa IDF và Hezbollah chỉ một ngày sau khi chiến sự bùng phát tại giải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10. Khơi mào cho đợt giao tranh này là cuộc pháo kích sáng hôm 8 tháng 10 của Hezbollah vào khu vực trang trại C3 mà Israel đang kiểm soát tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban trong khi đó hãng tin Reuters dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các nhà lập pháp nước này rằng chúng ta đang trong một cuộc xung đột nhiều mặt và bị tấn công từ bảy mũi Gaza, Liban, Syria, Judea và Samaria bờ tây, Iraq, Yemen và Iran. Chúng ta đã đối phó với hành động ở sáu mặt trận. Ông Gallant đã liệt kê những điểm mà các chiến binh được Iran hậu thuẫn đang hoạt động cũng như chính Iran. Giới chức Israel cho biết các nhóm quân trong vùng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào nước này để hỗ trợ Hamas. Lực lượng dân quân ở Iraq đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào căn cứ Mỹ ở Ibin hôm 25 tháng 12, làm ba quân nhân Mỹ bị thương. Để đáp trả, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công ba địa điểm ở Iraq có liên quan tới nhóm Kataib Hezbollah. Hơn nữa, hầu như mỗi ngày, Hezbollah và Israel đều đấu tên lửa, không kích và pháo kích qua lại tại biên giới Israel và Liban. Từng dẫn đầu liên minh can thiệp quân sự vào Yemen, Ả Rập Xê Út hiện giờ dường như chỉ đứng bên lề, theo dõi các diễn biến khi nhóm vũ trang Houthi liên tiếp tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ. Sau khi Houthi, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn kiểm soát thủ đô Sana của Yemen năm 2014, Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu một liên minh các nước Ả Rập can thiệp quân sự vào nước láng giềng phía Nam. Với sự hỗ trợ và vũ khí từ Mỹ, các phi công Ả Rập Xê Út đã tiến hành chiến dịch cơn bão quyết định ở Yemen vào tháng 3 năm 2015 khi đó giới chức Riyadh dự đoán có thể nhanh chóng đánh bại lực lượng nổi dậy của tên Houthi và hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Abra Buma Sohadi được quốc tế công nhận khôi phục quyền lực. Thực tế, liên minh các nước Ả Rập đã mất nhiều năm xa lầy trong một cuộc xung đột, mà sau đó nó dẫn đến giao tranh giữa nhiều nhóm vũ trang, làm tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách của Ả Rập Xê Út. Ả à Rập Xê Út và đối tác chính, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE cuối cùng đã giảm quy mô can thiệp quân sự, một phần do áp lực của Mỹ các đại diện của ả rập xê út tham gia đàm phán hòa bình với houthi lực lượng đã kiểm soát miền bắc yemen cuộc xung đột mới nhất giữa israel và lực lượng hamas ở giải gaza một lần nữa đưa houthi trở thành tâm điểm chú ý lực lượng houthi gần đây đã liên tiếp tập kích các tàu hàng mà nhóm cho là có liên hệ với israel tại biển đỏ thậm chí nhắm mục tiêu cả tàu chiến mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ hàng hải ở khu vực để phản đối chiến dịch của tel aviv nhằm vào lực lượng hamas ở giải gaza houthi và hamas là thành viên của trục kháng chiến do iran dẫn dắt để chống israel ở trung đông Mỹ đã vận động thành lập một liên minh hàng hải quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi và đang cân nhắc các biện pháp khác để đối đầu với nhóm này. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út, một đồng minh quan trọng của Mỹ, dường như chỉ đứng bên lề theo dõi mọi diễn biến. Đối với Riyadh, triển vọng hòa bình ở biên giới phía nam là mục tiêu quan trọng hơn so với việc tham gia nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công mà Houthi tuyên bố là nhắm vào Israel. Thái tử Mohammed bin Salman hiện là người cầm quyền về mặt thực tế ở Ả Rập Xê Út và ông không muốn Riyadh bị lôi kéo trở lại vào một cuộc xung đột với Houthi. Để có một khu vực ổn định, cần phải phát triển kinh tế trong toàn khu vực. Thái tử Mohammed bin Salman đã nhấn mạnh như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 9, khi giới chức Ả Rập Xê Út tiếp đón một phái đoàn hầu thi ở thủ đô Riyadh, với mục tiêu thúc đẩy Ả Rập Xê Út thành một trung tâm kinh doanh toàn cầu vào năm 2030. Thái tử Mohammed đã nỗ lực làm dịu các cuộc xung đột và căng thẳng trên khắp Trung Đông, bao gồm cả việc nối lại quan hệ với Iran, một đối thủ của Riyadh trong khu vực. Theo các nhà phân tích, Ả Rập Xê út sẽ không muốn chứng kiến tên lửa của Houthi bay qua Riyadh hay rơi xuống các thị trấn phía nam nước này như trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột ở Yemen. Ngoại trưởng Ả Rập Xê út nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tháng này, sự leo thang không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Chúng tôi cam kết chấm dứt chiến tranh ở Yemen và chúng tôi cam kết ngừng bắn lâu dài để mở ra cơ hội cho một tiến trình chính trị. Giao tranh tại Yemen lắng dịu hơn một năm qua sau khi Ả Rập Xê út và Houthi đạt thỏa thuận đình chiến do Liên hợp quốc làm trung gian. Hai bên hiện đang đối thoại về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài. Trước khi cuộc xung đột Gaza bùng phát vào đầu tháng 10, lực lượng Houthi đã chuẩn bị ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ và Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Thỏa thuận này có khả năng củng cố vị thế quyền lực của Houthi và cho phép cộng đồng quốc tế tuyên bố kết thúc chiến tranh ở Yemen. Các nhà phân tích cho rằng, phản ứng của Houthi đối với cuộc xung đột ở Gaza dường như không khiến Ả Rập Xê Út giảm bớt mong muốn đạt được một thỏa thuận về Yemen, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Ông Ahmed Naghi, nhà phân tích cấp cao về Yemen tại nhóm khủng hoảng quốc tế ICG cho biết, cuộc xung đột ở Gaza không làm suy yếu các cuộc đàm phán giữa Houthi và Ả Rập Xê Út, ngược lại nó còn khiến hai bên xích lại gần nhau hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào cuối tháng 9, ông Ali al thành viên hội đồng chính trị tối cao của Houthi, nói rằng các cuộc đàm phán với Ả Rập Xê Út rất nghiêm túc và lạc quan. Hai bên đã thảo luận về cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả lương cho công chức và khả năng mở lại các sân bay và bến cảng. Ông al nói, Quan điểm của chúng tôi khá tương đồng, đều đang cản trở các bên đạt được thỏa thuận là Ả Rập Xê Út, UAE, Anh và Mỹ từ chối nghĩa vụ giải quyết sự tàn phá do 8 năm chiến tranh gây ra và các vấn đề khác như tài thiết và bồi thường. Ông Qua Hồ Ôm dường như ám chỉ đến khoản tiền bồi thường mà hầu thì muốn nhận được từ Ả Rập Xê Út như một phần khuyến khích cho bất kỳ thỏa thuận nào. Mới đây, chính phủ Israel đã tuyên bố sẽ không tự động cấp thị thực visa cho các nhân viên liên hợp quốc sau khi cáo buộc vài người trong số họ đồng lõa với phong trào hồi giáo Hamas. Alan Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel công bố quyết định trên hôm 26 tháng 12, đồng thời lên án các quan chức liên hợp quốc vì đổ lỗi cho Israel và che đậy cho Hamas trong cuộc xung đột mới đây ở giải Gaza. Đài RT dẫn lời ông Levy cho biết thêm, thay vì tự động cấp visa cho các nhân viên liên hợp quốc Tel Aviv sẽ cân nhắc từng trường hợp một. Israel đã ngừng hợp tác với những người bắt tay với bộ máy tuyên truyền của Hamas. Chúng tôi kêu gọi các đồng minh của mình làm điều tương tự và đứng lên bảo vệ sự liêm chính cơ bản trong các thể chế toàn cầu nhằm phục vụ chứ không phải phá hoại an ninh quốc tế, người phát ngôn nói. Động thái mới của Tel Aviv diễn ra sau khi Liên Hợp Quốc liên tục cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở giải Gaza nơi quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch tấn công toàn diện nhằm trả đũa vụ đột kích đẫm máu của Hamas vào lãnh thổ nước này ngày 7 tháng 10. Cụ thể, vào ngày 26 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục ném bom vào miền trung giải Gaza, đồng thời đưa ra nghị quyết kêu gọi quân đội nước này thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ dân thường. Điều này diễn ra khi quân đội Israel mở các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza khiến hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút. Trong thông báo cùng ngày, cơ quan y tế của giải Gaza cho biết 20.915 người Palestine đã thiệt mạng và 54.918 người khác bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ này của Palestine. Nghị quyết cũng kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở giải Gaza, trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện, nhanh chóng thiết lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân ở khu vực này. Với diễn biến trên, theo kênh Al Jazeera, ngày 27 tháng 12, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel viết trong bài đăng rằng Israel đã gây ra nạn diệt chủng và đặt câu hỏi Israel có thể hành động như vậy trong bao lâu mà không phải chịu hậu quả. Ông Miguel Díaz-Canel cũng khẳng định Cuba, nước sẽ không tham gia, nằm trong số những người thờ ơ, sẽ mãi lên tiếng ủng hộ Palestine. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel sẽ không giảm cường độ chiến đấu Ông cho biết quân đội đang tăng cường hoạt động ở miền Nam Gaza và lực lượng không quân đã tấn công 100 mục tiêu chỉ trong một ngày.